chuyện chưa kể về anh hùng phá bom Nông Văn Nghi. Đã là người lính trong quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ có thắng chứ không thua, không được chùn bước trước mọi kẻ thù. Nếu mình có hy sinh thì cũng xứng đáng, coi như mình đã trả một phần công lao nuôi dưỡng của Đảng, nhân dân và quân đội. Quý vị thân mến, đó là những lời tâm huyết của ông Nông Văn Nghi, một người lính Cụ Hồ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Câu chuyện ông kể về cuộc đời mình như những thước phim quay chậm về những ngày chiến tranh gian khổ nhưng oanh liệt và vẻ vang của quân và dân Việt Nam. Để hiểu hơn về ông, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Ký ức những năm tháng hào hùng. Anh hùng lực lượng vũ trang Nông Văn Nghi, sinh năm 1938, người dân tộc Tày, quê gốc ở thôn Mạn Đê, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Giữa năm 1945, ông cùng anh trai lưu lạc lên Lạng Sơn và được một gia đình họ Nông ở xã Đào Viên, huyện Tràng Định nhận làm con nuôi. Năm 1953, ông tham gia quân đội làm cấp dưỡng, chiến sĩ cảnh vệ đóng quân tại tỉnh Lạng Sơn. Đến năm 1960, ông giữ chức trung đội trưởng và được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Đi bộ đội từ khi còn là một chàng thanh niên 17 tuổi, nhưng cậu lính Nông Văn Nghi rất hăng hái mỗi khi được giao nhiệm vụ. Hồi ấy, ông được giao cho nhiệm vụ hậu cần, vận chuyển đạn dược cho các tiền tuyến. Năm 1962, khi Bộ Chính trị có chủ trương xây dựng lại các lực lượng chủ lực chi viện cho chiến trường miền Nam, cũng là lúc anh lính Nông Văn Nghi năm nào được cử đi học lớp bồi dưỡng về rà phá bom mìn. Ông Nghi kể: "Nhận nhiệm vụ mới, anh em rất phấn khởi, nhưng cũng hồi hộp vì chưa biết phá dỡ bom mìn như thế nào. Nghĩ ra chiến trường đối diện với quân thủ có khi còn thôi thúc anh em hơn." Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng ngay buổi đầu tiên đi học, chúng tôi đã ý thức được việc phá dỡ bom mìn còn hơn cả việc ra trận. Cũng là quân thủ đấy, nhưng bom mìn của giặc trút xuống có thể tàn phá, giết hại đồng bào ta, phá hủy đường giao thông đi lại. Nhiệm vụ phá gỡ bom mìn vì thế ý nghĩa hơn bao giờ hết để đảm bảo tuyến đường chi viện ra tiền tuyến. Học xong khóa học, tôi báo cáo về cấp trên và nhận được lệnh xuống ga sông Hóa ngay. Ông kể thêm: "Ga sông Hóa có một vị trí rất quan trọng vì thông qua ga này, hàng viện trợ của nước bạn qua đây về Hà Nội. Đầu những năm 64, ga sông Hóa trở thành mục tiêu bị ném bom, bắn phá ngày đêm." Nhận lệnh, một chiếc xe quân sự chở anh lính gỡ bom mìn Nông Văn Nghi xuống ngay hiện trường. Có mặt tại khu đất được xác định là có một vài quả bom đang nằm đâu đó. Ông Nghi cố gắng tìm cách liên hệ với người dân gần đó, nhưng vô vọng vì mọi người đã di tản hết. Không lùi bước trước khó khăn, ông Nghi bắt đầu tiếp cận trái bom đầu tiên. Qua kiểm tra đường kính trái bom, ông sửng sốt khi thấy trái bom này nặng khoảng 2.000 bảng, gần 1 tấn, trong khi loại bom mà ông học tại lớp huấn luyện chỉ là 750 bảng, khoảng 3 tạ. Ông hồi tưởng: "Lúc ấy tôi cũng đã lo lắng, mồ hôi toát ra ướt đẫm áo. Nghĩ mình đã được Đảng giáo dục, được mọi người và nhân dân tin tưởng thì phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này." Dụng cụ mang theo không phù hợp, nhưng đây là quả bom sẵn sàng có thể phát nổ, nên ông Nghi nghĩ cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Tìm kiếm vật dụng xung quanh, cuối cùng ông dùng một chiếc đinh bù long, ghim thanh ray đường tàu, vật lộn với gã sát nhân nổ chậm này. Ông Nghi cẩn thận tháo được ngòi kích nổ của trái bom và xác định được bộ phận kích nổ có cấu tạo rất phức tạp. Ông dùng chiếc đinh bù long đóng vào bộ phận này ngược theo chiều kim đồng hồ. Ông nhớ lại: "Rất nguy hiểm, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể khiến quả bom phát nổ, nên tôi đóng nhẹ, không thấy dịch chuyển. Tôi đóng mạnh hơn, vẫn không thấy dịch chuyển. Chỉ đến khi dùng hết sức thì các khớp vặn có dấu hiệu dịch chuyển được 2mm. Tôi mừng quá, cứ thế vật lộn với nó hơn 2 giờ đồng hồ thì gỡ được. Cả ngày hôm đó, tôi phá được 2 quả bom nặng 2.000 bảng Anh." Nhiệm vụ tiếp theo của ông Nghi là xác định các trái bom còn lại. Nếu không phải là dạng nguy hiểm, ông dùng bộc phá cách nổ trái bom. Sau 2 ngày, ông hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được giao, cũng là lúc các tiểu đoàn công binh yên tâm vào xây dựng lại cầu ga sông Hóa và sửa chữa đường giao thông. Kiệt sức và mệt mỏi, ông Nghi được đồng đội dìu ra ngoài. Một cán bộ pháo binh bảo ông: "Chúng tôi vẫn theo dõi đồng chí tháo bom,
thấy đồng chí cứ cặm cụi suốt 2 ngày qua mà chẳng cơm nước gì. Cảm phục đồng chí quá. Ngoài phá và gỡ được nhiều bom mìn tại tỉnh Lạng Sơn, ông còn thường xuyên được cử đi thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh lân cận. Ông kể, đó cũng là dịp để ông học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn của anh em và nhất là các chuyên gia của Bộ Quốc phòng. Mỗi khi có máy bay địch tới thả bom, ông nghi chọn vị trí an toàn nhưng phải quan sát được để xem chúng thả bom ở vị trí nào, khu vực nào để ngay sau đó có mặt tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Trong một lần vừa phá xong một quả bom loại lớn cùng với đồng đội, thì bất ngờ một trái bom cách đó không xa phát nổ, khiến ông bị vùi trong đống đất đá. Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng cũng từ đó, một bên tai của ông đã bị tác động ít nhiều, khiến khả năng nghe giảm hẳn. Trong vòng 3 năm, từ năm 1965 đến năm 1968, ông Nông Văn Nghi đã tham gia chiến đấu hơn 60 trận và phá được hơn 2.600 quả bom các loại. Ngày 25 tháng 8 năm 1970, đã trở thành kỷ niệm đẹp trong cuộc đời binh nghiệp của ông khi được Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký quyết định phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau 33 năm phục vụ trong quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường với cấp bậc trung tá, người anh hùng ấy luôn biết phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi lĩnh vực hoạt động công tác tại cơ sở. Ông Phạm Văn Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc nhận xét: Ông Nghi là một tấm gương sáng, xứng đáng để chúng tôi và thế hệ trẻ ngày nay học tập. Từ năm 91, khi về cư trú tại địa phương, gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước. Bản thân ông khi tham gia cấp ủy, chính quyền tại địa phương luôn là một cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhiệt huyết và vẫn giữ được tác phong của người lính Cụ Hồ. Kỷ vật cuộc đời. Trong chiếc thùng gỗ giã chiến có từ thời chiến tranh, Trung tá Nghi xem một chiếc đồng hồ màu vàng óng như là kỷ vật mà ông rất quý. Ông tâm sự: Đây là một chiếc đồng hồ, không chỉ có ý nghĩa lớn đối với cuộc đời tôi, mà còn là kỷ vật giúp tôi, nhắc nhở tôi lúc nào cũng phải tận tụy vì công việc. Chiếc đồng hồ đó là của Bác Hồ tặng cho tôi. Chiếc đồng hồ ghi ngày 2 tháng 6 năm 1966 được chính Bác Hồ tặng cho chiến sĩ Nông Văn Nghi khi biết được chiến sĩ trẻ này liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, phá gỡ bom mìn tại cánh cung Đông Bắc. Món quà này đến tay người chiến sĩ trẻ ngày ấy sau một tuần, bởi suốt một tuần đó, ông Nghi cùng với đồng đội tiến hành phá gỡ bom mìn tại ga Bắc Lệ. Coi đó là kỷ vật lớn nhất của đời mình, ông Nghi nói. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó như là nhìn thấy Bác Hồ, khiến ông lúc nào cũng nhắc nhở mình tiến về phía trước, đối diện với những gã sát nhân nổ chậm và bắt chúng phải im tiếng. Ông kể mình may mắn khi 2 lần được gặp Bác vào năm 1962. Lần đầu, ông cùng với đoàn thanh niên tích cực miền Bắc về thủ đô báo công với Bác. Trong tâm trí người anh hùng, buổi nói chuyện đó dường như mới chỉ là ngày hôm qua. Bác bảo chúng tôi, các cháu phải học tập cho tốt, có kiến thức, các cháu mới có thể phục vụ tốt cho xã hội, cho Tổ quốc. Các cháu phải luôn ý thức được đất nước còn gian khó, còn chiến tranh. Tuổi thanh xuân của các cháu phải đem hết sức ra vì Tổ quốc nhé. Bác chờ thành tích của các cháu báo cáo lên Bác. Sau lần ấy, ông Nghi còn được gặp Bác Hồ khi Bác về thăm quân và dân tỉnh Lạng Sơn. Sau này khi được chính vị lãnh tụ kính yêu tặng chiếc đồng hồ, ông Nghi vui mừng khôn tả xiết. Sau này khi chiến tranh chống Mỹ kết thúc, ông Nghi vẫn tiếp tục hoàn thành việc bảo vệ biên giới phía Bắc mãi cho đến khi về hưu. Trở về bên mái ấm gia đình, ông vẫn thường xuyên đến các lớp học để nói chuyện và tâm sự với thế hệ trẻ. Chính những câu chuyện của ông đã thôi thúc thế hệ trẻ sau này lớn lên đóng góp sức mình cho công cuộc tái thiết xây dựng đất nước. Và ông trở thành một huyền thoại về phá gỡ bom mìn tại tỉnh Lạng Sơn cho đến ngày hôm nay, trong tâm trí rất nhiều thế hệ nơi đây. Những người như ông chính là nhân tố không thể thiếu hun đúc nên truyền thống vẻ vang và anh dũng của quân đội nhân dân Việt Nam. Hình ảnh người anh hùng Nông Văn Nghi cùng với những ký ức về cuộc đời của ông đã để lại cho bạn ấn tượng như thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.